Trung Quốc chế diễu Mỹ, cảm giác an toàn, thành tựu nhân quyền vĩ đại cho người Trung Quốc nhưng lại là hy vọng xa hoa cho người Mỹ. Trước thèm Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20, tờ Global Times ngày 21 tháng 10 năm 2022 đã lấy chủ đề Cảm giác an toàn tuyệt đối cho người dân là thành tựu được thế giới công nhận ở Trung Quốc. Bên cạnh sự phát triển khiến cả thế giới kinh ngạc và so sánh thành tựu nhân quyền này với nước Mỹ bằng một giọng điệu đầy châm chọc đả kích. Tờ báo này cho rằng sự an toàn công cộng, với 5 chỉ số chính, bao gồm các vụ án hình sự và tai nạn giao thông đã giảm mạnh. Một cuộc khảo sát của Cục Thống kê Trung Quốc đã chứng minh rằng cảm giác an toàn của công dân Trung Quốc đạt 98,6% vào năm 2021, tăng 11 điểm phần trăm so với năm 2012. Ngày càng có nhiều người Trung Quốc cảm thấy an toàn hơn khi sống ở đất nước này. Nên chính phủ Trung Quốc cần kiên quyết duy trì và thực hiện triệt để triết lý phát triển, lấy người dân làm trung tâm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cảm giác an toàn là một trong những chỉ số quan trọng về tình hình nhân quyền của một quốc gia. Theo CAU, một thành viên nghiên cứu tại Viện Nhân quyền thuộc Đại học Quốc gia Chính trị và Luật Tây Nam Trung Quốc, nói với Global Times rằng, ý thức an toàn ngày càng gia tăng của người dân Trung Quốc hoàn toàn chứng minh rằng nước này đã đạt được những thành tựu to lớn trong việc bảo vệ tính mạng và tài sản của con người, đảm bảo rằng họ được hưởng các quyền con người một cách sâu rộng và cụ thể. Đây là một ví dụ sinh động về những thành tựu lịch sử của Trung Quốc trong việc bảo vệ nhân quyền. Xiao cũng lưu ý rằng sự gia tăng của ý thức an toàn của người dân Trung Quốc đã đặt nền tảng vững chắc để đạt được những tiến bộ đáng kinh ngạc hơn ở đất nước. Trái ngược hoàn toàn với điều này là sự an toàn của người dân ở Mỹ đang bị đe dọa ngày càng tăng. Theo một số khảo sát gần đây, hơn một nửa số người Mỹ cảm thấy như họ sắp gặp nguy hiểm ít nhất một lần một ngày. Cảm giác như vậy ở một mức độ rộng lớn được tạo ra là những lo lắng về tội phạm. Vấn đề này cũng là chủ đề được cử tri Mỹ quan tâm thứ hai trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới ngay sau lạm phát. Các chuyên gia chỉ ra các yếu tố khác nhau, dịch COVID-19 hoành hành, bạo lực súng đạn, nền kinh tế phát triển mạnh, lạm phát cao, vân vân, nhưng sự lãnh đạo yếu kém hiệu quả của chính phủ Mỹ cũng là điều đáng trách. Rõ ràng là chính phủ Mỹ đã không ưu tiên bảo vệ cuộc sống của người dân, dẫn đến tất cả các loại sự kiện bi thảm trong khi Trung Quốc ca ngợi thành tích của mình trong việc bảo vệ an toàn cho con người của mình thì Mỹ đang đối mặt với tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng về nhân quyền. Sự khác biệt đáng kể trong hiểu biết về quyền con người là rõ ràng giữa hai quốc gia. Chính phủ Hoa Kỳ thường xuyên thể hiện sự thụ động của mình trong việc thực hiện các hành động thúc đẩy nhân quyền, thậm chí đôi khi là không hành động. Cũng giống như công dân Trung Quốc, tất cả mọi người trên thế giới đều xứng đáng có quyền được sống trong một môi trường an toàn thật không may đây dường như là một hy vọng quá lớn đối với người dân ở một số quốc gia bao gồm cả mỹ một chính phủ thực sự quan tâm đến người dân nên tìm ra cách bảo vệ hiệu quả cuộc sống và sự an toàn của người dân thay vì chỉ hô khẩu hiệu một chính phủ thực sự quan tâm đến người dân nên hiểu rằng nếu không có sự hỗ trợ của cảm giác an toàn thực sự thì giấc mơ của người dân cho dù chúng có tuyệt vời đến đâu cuối cùng cũng chỉ trở thành ác mộng đây có lẽ là sự đả kích trực diện gây gắt hiểm hóc nhất mà tờ báo ngôn luận của đảng cộng sản trung quốc tặng cho đối thủ cạnh tranh sống mái của mình là nước mỹ đặt thẳng vấn đề bảo vệ nhân quyền cho người dân nước mình thì trước hết là bảo vệ sự an toàn cảm giác an toàn cho họ mà điều này ngày càng trở nên xa xỉ ở mỹ không biết các nhà đấu tranh yêu cờ vàng nhà dân chủ cấp tiến bài hoa thân mỹ phản bác luận điệu này của trung quốc ra sao nhỉ